chúng tôi rất là muốn hai người chơi có một cái lời chào gửi tới quý vị khán giả. Em xin chào tất cả quý vị khán giả, em là Huyền Trân ạ. Vâng, em xin được gửi lời chào tới tất cả các bạn khán giả ở trên màn ảnh nhỏ. Em tên là Hoàng Phương. Thế nào mà ghép tên hai bạn là thành Trân Phương đấy. Mà Trân Phương có thể hiện một cái gì đó rất là vô tư và rất là tôn trọng cái cảm xúc Trân Phương mà, rất là Trân Phương. Nhân tên gọi đầy thú vị của hai cư dân mới, chung cư Hãy Yêu Nhau Đi quyết định mời thêm một cặp đôi cực kỳ Trân Phương trong vũ trụ phim ảnh của BFC. Sao đi đâu mày vóc phấn khởi đấy? Anh đừng cười nhở. Ở nhà thì ăn mặc thế nào cũng được, nhưng mà hôm nay hai vợ chồng được mời lên chương trình lớn như thế này, khung cảnh đẹp như thế này thì phải ăn diện một tí cho nó tươm chứ. Đừng có thấy người ta nhường thì được đà lấn tới nhá. Nhà ở có nóc nhá. Làm sao? Để chết rồi. Thưa quý vị, xin được chào đón tới chương trình của chúng ta Thanh Hương và Duy Hưng. Câu hỏi tiếp theo, một điều tồi tệ nhất mà em đã từng làm với chính bản thân mình là gì? Đối với em thì điều tồi tệ mà em làm với bản thân mình đấy là bỏ đói bản thân. Bỏ đói bản thân. Mỗi lúc mà em buồn và lo lắng điều gì đấy thì em thường là không muốn ăn gì cả. Điều gì dẫn tới cái việc mà em tự bỏ đói mình? Thường là khi mà em gặp chuyện gì đấy làm cho em bị tổn thương. Khi mà em cảm thấy tổn thương nhất đấy là khi em chia tay người yêu cũ. Chia tay người yêu cũ? Hai bạn yêu nhau bao nhiêu lâu thì chia tay? Gần 7 năm ạ. Mối lương duyên của em với cả người đó chỉ đến đấy thôi. Tôi chỉ đang là muốn tò mò, muốn biết Phương, em đã có một cái hành động nào mà em nghĩ là lãng mạn nhất em đã từng làm? Hành động lãng mạn nhất đó là dành cho bạn người yêu cũ. Thì có biết là bạn ấy rất là thích cái bánh tiramisu. Thì em có căn nhân dịp sinh nhật của bạn ấy học làm bánh, một cái bánh siêu bự 2 tầng. Hôm sau thì em đem tặng cho bạn ý. Khoảnh khắc lúc mà bạn ý rút điện thoại ra chụp hình với cả cái bánh là em rất là mãn nguyện. Có nghĩa là bạn làm cái bánh này khi bạn ấy đã là người yêu cũ của bạn? Lúc đấy là chuẩn bị thành người yêu cũ ạ. À, chuẩn bị thành người yêu cũ. Tôi có cảm giác như là nghe cảm giác như bạn là người rất chủ động trong câu chuyện là cho ai là mới và cho ai là cũ. Cũng phải chia sẻ thẳng thắn với là anh Thành Trung, với tất cả mọi người là cái mối quan hệ của em khi đó thì nó là yêu xa. Và do yêu xa nên con gái ở trong cái mối quan hệ đấy, và đặc biệt là với bạn ý ở thời điểm đấy vẫn còn khá là trẻ, và như vậy thì rất là thiệt thòi. Và bản thân em cũng cảm nhận rằng một mình em nỗ lực là chưa đủ. Em làm cái bánh đó là cũng hơi ngoan cố. Đấy là để cho mình sau này nhìn lại thì mình không còn hối tiếc nữa thôi. Còn lúc đó là em đã linh cảm là sau đấy thì chắc là cũng không ổn rồi. Và đúng là không ổn thật. Wow. Bạn yêu xa nhưng bạn lại làm bánh để tặng được ở đây. Thế là thế nào? Khi đó là em nghỉ hè em về Việt Nam. À, yêu xa có nghĩa là bạn đi du học ở nước ngoài. Dạ vâng ạ. Bạn đi du học bao lâu? 6 năm ạ. 6 năm. Hè nào em cũng về. Hè về. Thì bạn cảm nhận là có một cái sự thay đổi nào đó. Đúng rồi. Ngay sau khi em lên máy bay thì em nhận hung tin ở nhà. Nhận hung tin ở nhà. Bởi vì chúng ta đang được nhìn thấy ở hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng đều đã không có một cái sự trọn vẹn cho cái chuyện tình cảm của mình. À, sau đấy thì Phương có yêu ai nữa chưa? À, sau đấy có, và cũng là yêu xa và cũng như thế đó. Như thế luôn. Vâng. Trân thì sao? Đã bao giờ yêu xa chưa? Tất cả các mối tình của em đều là yêu xa. Cũng đều là yêu xa luôn. Vâng, hay quá. Các bạn đã bắt đầu có sự tương đồng rồi đấy ạ. Chúng ta vẫn có duyên ạ. Đó.
Bây giờ mới thấy là cái bộ câu hỏi của chuyên gia Trần Thành Nam là thần thánh đấy chứ không phải là lùa đâu. Đấy, chúng ta đã tìm được điểm chung dành cho hai bạn ấy. Ba yếu tố: một tâm hồn lãng mạn, một trí thông minh siêu việt hay là một ngoại hình đẹp. Bạn sẽ đặt cái tiêu chí nào đầu tiên? Câu hỏi cho cả hai bạn. Em xin trả lời là trí thông minh ạ. Em thì nó lại không trong ba cái đấy. Em thì ngày trước đọc truyện Kiều thì bị thích nhân vật Hoạn Thư ấy, nên là em cứ thấy con gái mà kiểu hơi ghen tuông hay là đánh đá một tí thì em thích. đúng là gu có gu của mỗi người riêng. Rồi có nghĩa là em phải thích một người phụ nữ mà lại phải kiểm soát em một tí, đúng không? Đúng rồi. Ghen tuông lên một tí, đi ra ngoài mà em đang đi đường này mà chẳng may mà mình mỏi cổ, mình chỉ quay sang đây một cái là bảo nhìn cái gì đấy, đúng không? Đúng rồi. Thế là vui đấy anh ạ. Thế là vui hạnh phúc. Em nghĩ là trở ngại nhất đối với em nó nằm ở chính bản thân em. Bởi vì dường như là em vẫn tin vào tình yêu, nhưng mà em không tin là một cái tình yêu tốt đẹp nó sẽ đến với em, ít nhất là trong tương lai gần. Tôi cũng đã từng giống như Chân. Tôi cũng đã từng tin rằng là có lẽ rằng là trong cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tìm được một tình yêu của mình, một tình yêu mà mình cảm thấy trọn vẹn, mình cảm thấy hạnh phúc với nó, mãn nguyện với nó. Tôi nghĩ là sẽ không có. Anh nói với Chân để em có niềm tin nhé. Anh không nói sai một chút nào cả. Anh bây giờ đang rất hạnh phúc với tình yêu mà mình có, và anh tin rằng là tình yêu cuối cùng của cuộc đời. Nên là hãy tin nhé. Chúng ta vỗ tay cho các bạn ấy có tin. Chú hãy giới thiệu một chút về mình ạ. Tôi tên là Sĩ, là bố của Chân. Theo cháu được biết thì chú là người rất là ủng hộ Huyền Chân để tham gia chương trình ngày hôm nay, có đúng không ạ? Tôi thường ủng hộ Huyền Chân tất cả những gì mà tôi cho là sẽ tốt cho Huyền Chân. Trong mắt chú, Huyền Chân là một cô con gái như thế nào? Trong mắt tôi thì Huyền Chân là một đứa con gái rất đáng yêu của tôi, và nó xứng đáng phải có một cuộc sống hạnh phúc. Những cái câu chuyện tình cảm của Huyền Chân trong quá khứ ấy, chú có biết không ạ? Và chú có chia sẻ với Huyền Chân không ạ? Trong gia đình tôi thì các thành viên thường chia sẻ với nhau khá cởi mở. Nhớ nhất và suốt đời tôi vẫn nhớ là khi Huyền Chân vừa khóc vừa dọn dẹp tất cả những kỷ niệm của một cái mối quan hệ để cho vào trong thùng rác, để quyết định đoạn tuyệt với nó một cách hoàn toàn. Đây là kỷ niệm nhớ mãi của tôi, vô cùng thương con. Tôi thì bảo là con hãy cứ khóc đi, và con hãy cứ còn đi nếu nó đáng buồn, và con hãy cứ đau khổ đi nếu nó cần phải đau khổ, và con sẽ vượt qua tất cả, và con sẽ vượt lên, và con sẽ hạnh phúc. Chú rất là tâm lý này, rất là yêu con này, và luôn luôn nói và làm những việc cháu nghĩ rằng là làm cho các con mình tự hào thì có một người cha như vậy. Và cảm ơn chú rất là nhiều. Anh rất là muốn Huyền Chân nói điều gì với bố. Con nghĩ là con chỉ biết cảm ơn bố thôi. Con không biết nói gì cả. Bởi vì bố chỉ muốn con luôn luôn cười, không cần nói gì. Quá là ngọt ngào ạ, rất là tuyệt vời. Cháu tin là trong tương lai chú sẽ nhìn thấy Huyền Chân cười nhiều hơn đấy ạ. Bởi vì cô gái này xứng đáng được nhận những cái điều tốt đẹp, đặc biệt là trong tình cảm. Cảm ơn chú ạ. Đó là những câu chuyện mà đôi khi chúng ta không bao giờ kể ra được, và chỉ có những người thân của chúng ta mới nhìn, hiểu và chia sẻ được với chúng ta nhiều nhất. Có bao giờ bạn Phương kể cho bạn nghe về những câu chuyện tình cảm của bạn ấy không? Cũng có khá là nhiều đấy anh ạ. Vì Phương ơi, cái này có tiền chia sẻ hơn Phương nhỉ? Thoải mái. Vào đợt cuối năm 2018 thì phải. Thì theo nhớ không làm thì đợt đó em mới chia tay với người yêu của em. Và đợt đó thì em cũng có nói chuyện với anh Phương nhiều để anh Phương tâm sự và động viên, nói chung là an ủi lẫn nhau. Và theo em nhớ không làm thì sau đó một thời gian anh Phương cũng chia tay với người yêu của anh Phương thì phải. Hai thằng cùng chia tay với người yêu thất tình.
suốt ngày đi chơi với nhau và dìu dắt động viên nhau để vượt qua quãng thời gian khó khăn đấy. Dìu dắt nhau vượt qua khó khăn. Này, này anh em dìu dắt nhau thì đã có từng ôm nhau thân thiết quá mức chưa đây? À, chưa kịp bạn ạ, chưa kịp. À, chưa kịp. Thì tốt rồi. Đây cũng là cái thông tin cần thiết đấy. Chúng tôi phải giữ quan trọng đấy. Có giao tháng anh ạ. Cảm ơn Long rất là nhiều nhá. Đến lúc này em đang trong đầu em ấy, đang định hình Phương là một người có tính cách như thế nào? Từ đầu chương trình đến giờ thì em nghĩ bạn Phương là một bạn thông minh. Bạn ấy cũng là một người tình cảm mà. Tình cảm. Thế còn Phương thì sao? Sau khi nghe bác sĩ có chia sẻ thì em thấy bác đúng là một người cha tuyệt vời. Và đương nhiên con gái của bác ấy thì cũng sẽ thừa hưởng những cái đức tính tốt đấy từ cha. Wow. Wow. Đúng đấy, bởi vì người ta vẫn nói là con gái thì nhờ đức cha và con trai thì nhờ phúc mẹ.